ngày 30 tháng 5 năm 2023, Ban Chỉ đạo 09 xã Quyết Chiến tổ chức hội nghị ra mắt mô hình xã đảm bảo bình yên. Xã Quyết Chiến huyện Tân Lạc có địa bàn tương đối rộng, giáp ranh với các xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, xã Vân Sơn, Ngột Luông, Phong Phú, Phú Cường và Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể và sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm tạo sự đoàn kết, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tai tệ nạn xã hội nhằm mang lại sự bình yên chung trong cộng đồng. Việc ra mắt mô hình xã đảm bảo bình yên sẽ tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại hội nghị, các ban ngành, đoàn thể cấp xã và ban quản lý các khu dân cư của xã Quyết Chiến đã đăng ký thi đua làm nhiều việc tốt về an ninh trật tự và thực hiện các tiêu chí xây dựng mô hình xã đảm bảo bình yên.